Nè, mình xem mấy chiếc xe cứu này không phá cái cầu này nghe các bạn. Đóng trụ bê tông. Đang làm công việc gì vậy ba? Còn ba chiếc nữa mà. Hồ đang thổ lên. Quá ghê luôn bạn ơi. Chiếc này nó cẩu cái cây phía dưới này đó bạn, mà nó hơi bị khúc các bạn, không có lấy gõ được. Mình cố gắng thì cách nào để mà mình quay